Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc lớp 9. Tiết 1 chúng ta sẽ học đó là bài Học hát bóng dáng một ngôi trường, nhạc và lời Hoàng Lân. Các em sẽ bước vào phần 1 giới thiệu bài hát và tác giả. Giới thiệu bài hát, các em hãy nói lên những suy nghĩ của mình về mái trường mà em đã từng học. Mái trường là nơi lưu giữ những tình cảm tốt đẹp về một thời chúng ta đã đi học, nơi có thầy cô, bạn bè và những kỷ niệm thân thương nhất. Cô mời các em tìm hiểu sơ lược về nhạc sĩ Hoàng Lân. Nhạc sĩ Hoàng Lân là anh em sinh đôi với nhạc sĩ Hoàng Long. Ông sinh ngày 18 tháng 6 năm 1942 tại thị xã Sơn Tây, Hà Tây, là một nhạc sĩ gắn bó mật thiết với tuổi thơ. Ông đã sáng tác hàng trăm tác phẩm âm nhạc cho thiếu nhi trong hơn 40 năm qua. Âm nhạc của Hoàng Lân giản dị, trong sáng, dễ thuộc, dễ nhớ, đã có sức sống trong các lứa tuổi thơ. Một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ như bài Đi học về, sáng tác năm 1962, Từ đường xanh trở về thăm lăng Bác, sáng tác năm 1978, Bác Hồ người cho em tất cả, sáng tác năm 1975, Thật là hay 1980 và Mùa hè ước mong 1982. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát Mẫu. Đã bao mùa thu khai trường, đã bao mùa...
Bài hát được chia làm hai đoạn và viết ở giọng pha trưởng. Đây là đoạn A. Đoạn A hát bắt đầu từ đã bao mùa thu khai trường đến và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta. Trong bài hát sử dụng các dấu luyến hoa mỹ, dấu nối, dấu lặng đen. Và tính chất của bài hát, chúng ta hát sôi nổi và rất nồng nhiệt. Đoạn B từ hát mãi đến bây giờ. Và ở đoạn B này chúng ta có hai lời. Lời 1 chúng ta sẽ hát từ hát mãi đến bây giờ, sau đó quay lại hát tiếp và cho tới ngôi trường. Chúng ta bắt đầu tập hát đoạn A. Khi tập hát, các em nghe chú ý những chỗ có dấu luyến và dấu nối hát cho chính xác. Cô mời chúng ta cùng nghe đoạn A lần thứ nhất hát mẫu. Đã bao mùa thu khai trường, đã bao mùa hè chia tay, vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở trong đây. Những cánh chim dù bay xa, năm tháng không thể xóa nhòa, và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta. Cô mời chúng ta cùng nghe mẫu lần thứ hai. Cô mời chúng ta cùng hát lần thứ nhất với nhạc không lời. Mời chúng ta cùng hát lần thứ hai. Các em cùng tập hát qua đoạn B. Cô mời các em cùng nghe mẫu đoạn B lần thứ nhất. Ở đoạn này chúng ta để ý những chữ có dấu lặng. Chúng ta hát ngắt ra, ví dụ như chữ hát mãi, hát tiếp, hàng cây xanh, dòng sông xưa. Chúng ta nhớ sau mỗi chữ đó chúng ta hát ngắt ra. Cô mời chúng ta cùng nghe mẫu lần hai.
Cô mời chúng ta bắt đầu cùng hát với nhạc không lời. Mời chúng ta cùng hát lần thứ hai. Mời Kem cùng hát cả bài theo phần nhạc đệm. Ta đến đây kết thúc. Ở nhà, các em học thuộc bài hát và hát đúng giai điệu, viết lời ca bài hát vào tập. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau.